Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Bếp ga nội địa Nhật tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Đấy là những cái ưu điểm cho những anh chị nào đang tham khảo đối với cái dòng bếp ga này. Các anh chị đang xem bếp ga trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Cả nhà vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một like, một nút đăng ký kênh. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em Hương sẽ lên trên kênh và giới thiệu cho các anh chị một chiếc bếp, review về một chiếc bếp ga nội địa Nhật, một chiếc bếp hình hộp chữ nhật các anh chị ạ. Trông rất là vuông vức, vuông thành đứng cạnh đúng không ạ? Đây là cái mẫu dòng cơ bản nhất nhá. Đối với bếp ga nội địa Nhật thì sẽ có rất là nhiều phiên bản, mặt kính, mặt sơn, mặt men, mặt đá nhà em đều có sẵn kho. Bếp cơ bản, bếp đa chức năng hay bếp phun chức năng nhà em cũng đều có. Nếu như mà mình chưa biết nên chọn cái chiếc bếp nào thì liên hệ em Hương theo số điện thoại 0359014200 để em Hương tư vấn và hướng dẫn các anh chị chọn bếp phù hợp với cái nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình nhất ạ. Em sẽ test cái tính năng đầu tiên, đó là tính năng chống cháy nồi các anh chị nhé. Hai cái yếu tố quan trọng nhất khi mà các anh chị chọn mua bếp, đó là tính năng an toàn và tính năng tiết kiệm. Thì cái chiếc bếp ga nội địa Nhật này được đầy đủ cả hai cái tính năng này luôn ạ. Này, lửa rất là xanh đúng không ạ? Em mời các anh chị cùng mà theo dõi ngọn lửa của bếp. Lửa xanh như thế này là đã đốt cháy hết nguyên liệu trên ngọn lửa rồi. Lửa xanh thì sẽ không có lo đen nồi. Bác nào mà bị đen nồi thì thay bếp đi nhá. Thay bếp đi thôi, chứ chúng ta nấu bếp ga mà tay chân lúc nào cũng lem nhem như bếp củi thì bực mình lắm đúng không ạ? Chỉ hơn 2 triệu đồng cái chiếc bếp ga này thôi. Các anh chị xem video thêm khoảng tầm vài phút nữa, mình xem có ưng cái mẫu bếp này hay không thì liên hệ cho em nhé. Góc bên trái của bếp bao giờ cũng sẽ là một khay chứa pin. Đây là thương hiệu của bếp đấy ạ. Harman là thương hiệu của cái chiếc bếp ga này. Zinai, Paloma, Harman, Osaka ga, Norit hay là Tokyo ga đều là những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn. Nhưng mà một số anh chị thì chỉ biết đến cái dòng Zinai và Paloma thôi. Nhưng mà những cái thương hiệu khác cũng là hàng nội địa Nhật các anh chị nhé. Người Nhật đã sử dụng rồi thì chúng ta không có gì phải lo lắng về chất lượng nữa đúng không ạ? Những cái sản phẩm của người Nhật làm ra không chỉ riêng bếp ga đâu, mà tất cả các mặt hàng khác đều hài lòng, làm hài lòng người tiêu dùng cả về chất lượng và mẫu mã. Đấy, giá tiền thì hơi cao một chút nhưng mà giá tiền đi cùng chất lượng các anh chị ạ. Về chế độ bảo hành thì em Hương sẽ bảo hành cho các anh chị 12 tháng như là chế độ bếp mới luôn nhá. Sử dụng thì cũng rất là dễ thôi, không có gì khó hết. Đây, góc bên trái là khay pin em Hương vừa giới thiệu rồi. Phím nhấn là công tắc bật bếp. Đấy, em vừa test bếp và vừa hướng dẫn mình sử dụng luôn. Các bác nhìn thao tác tay của em nhé. Trong mọi video thì đều hướng tới đối tượng khách hàng đó là tất cả mọi người, nên là nếu mà anh chị nào mà đã biết đến dòng bếp ga nội địa Nhật rồi, đã biết cách sử dụng rồi, mình chỉ đang tìm xem là gia đình chúng ta phù hợp với cái chiếc bếp nào thì các anh chị xem đoạn đầu là biết rồi đúng không ạ? Còn em Hương sẽ test kỹ và hướng dẫn tất cả mọi người sử dụng luôn. Bếp bên phải đã tắt bếp rồi, sau khi tắt bếp thì bếp sẽ khóa ga luôn. Chiếc bếp này thì có báo hiệu tiếng kêu tít tít các anh chị nhé. Tắt bếp là sẽ khóa ga. Dòng mặt men các anh chị ạ, dòng mặt men thì chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi rất là dễ đúng không ạ? Đây, men. Rồi, chiếc bếp bên trái cũng tắt luôn. Một cái tính năng quá là tuyệt vời, điểm 10 của cái chiếc bếp ga này đấy các bác ạ. Điểm 10 đó là tính năng chống cháy nồi. Vì sao lại có cái tính năng này? Thì các anh chị nhìn thấy cái tim cảm biến đây không ạ? Đây ạ, cái tim cảm biến to nhiệt độ dưới đít nồi. Khi mà nhiệt độ lên đến 200 độ C thì bếp sẽ giảm nhỏ lửa và lên đến 250 độ C thì bếp sẽ tắt bếp khóa ga. Đấy, trong đây là cái manh kho các bác nhé. Cái ưu việt thứ hai đó là cái cảm biến lửa đây các anh chị này. Ở đây cái đầu đồng bé xíu nhô lên ở đây, đó chính là cái cảm biến lửa nhé. Bếp sẽ báo hiệu khóa ga khi mà không còn ngọn lửa nữa. Em Hương sẽ chứng minh cho những gì em vừa nói đấy ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ tay như thế này thôi là đã xong rồi. Đối với tính năng gió thổi như thế này thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây. Các anh chị đợi chờ cùng em một chút xíu nhé. 15 giây thôi ạ. Quay thành vách cho cả nhà cùng theo dõi này. Riêng đối với cái phần khung của bếp thì nhà em cam kết là rất là đẹp cho các anh chị luôn. Vuông thành, đứng cạnh, không bị móc méo, không bị chảy xước gì nhá. Cái sơn này là sơn ô tô, sơn tĩnh điện nhà em có làm lại để đảm bảo cái tính thẩm mỹ và cái độ bền trong quá trình sử dụng. Mình không lấy dao, không lấy kéo chà lên cái mặt hông này thì cũng không sao. Còn mặt men này thì các anh chị có lấy dao kéo các bác chà nó cũng không có xước đâu. Nhưng mà không nên làm theo các bác nhé. Rồi, hai bếp đều đã khóa ga hết rồi. Rất là thông minh đúng không ạ? Đấy, anh chị xem bỏ khoảng tầm 4 đến 5 phút thôi. Mình coi như là cái thời gian mình thư giãn mình được bao.
để tìm hiểu thêm về một cái sản phẩm mới, khay nướng và vị nướng của bếp. Em mời các anh chị cùng theo dõi. Dưới đây là nội thất của bếp nướng các anh chị nhá. Nhà em dọn rất là kỹ rồi. Đấy, phía trong nội thất này, phía dưới thì nhà em đã lắp lưới chống chuột cho các anh chị luôn rồi. Bắt buộc phải lắp lưới chống chuột để đảm bảo cái tính an toàn. Không có mấy em mới vào em cắn dây là rất là mệt. Rất là nhiều khách gửi về nhờ nhà em xử lý hộ. Đấy, mua bếp chỗ khác nhưng mà nhà em có nhận xử lý cho các anh chị không sao. Nhà em tại Thanh Hóa các anh chị ạ. Nhà em tại Triệu Sơn Thanh Hóa. Đấy, anh chị nào mà ở gần thì em mời các anh chị đến trực tiếp xem hàng. Rất là nhiều các bác ở cái khu vực lân cận đấy, ở huyện khác cũng có, Thọ Xuân này, Tĩnh Gia, Hà Trung, Hoàng Hóa, thành phố Thanh Hóa lên Triệu Sơn em vướng rất là nhiều. Các bác ở Hà Nam, Thái Bình đấy, vào Thanh Hóa cũng cực kỳ nhiều lên luôn. Nghệ An ạ, các bác vào tận nơi để xem bếp và không chỉ mua một sản phẩm mà xem bếp, xem quạt rồi lấy xe luôn. Cảm ơn các bác đã không ngại đường xa nhé. Coi như là một chuyến du lịch về Thanh Hóa đi các anh chị ạ. Về Thanh Hóa đi Sầm Sơn 2.300.000 đồng cho cái chiếc bếp ga này. Đấy, bác nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp hình hộp chữ nhật, thích cái dòng mặt men mà chức năng cơ bản thôi thì các anh chị có thể tham khảo chiếc bếp ga này. Mặt men các anh chị nhé, dòng mặt men phía trên rất là đẹp này. Và bích chắn dầu thì có nắp inox, chia lửa là bằng nhôm hợp kim. Phần khung nhà em có làm sơn lại bằng sơn tĩnh điện. Và trong bếp thì chỗ nào cần dặm lại, chỗ nào cần xử lý sơn lại thì nhà em có làm cho các anh chị luôn rồi nhá. 2.300.000 cho em bếp ga này thôi. Rất là vừa tiền với lại tất cả mọi gia đình. Một vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình đúng không ạ? Đẹp cầu thang sang phòng bếp. Các anh chị mua cái chiếc bếp này là mua cái sự an toàn, một cái sự tiết kiệm về cho gia đình của mình. Vừa an toàn vừa tiết kiệm về kinh tế nữa thì tiếc gì chúng ta không mua đúng không cả nhà? Dạ vâng, em Hương đã test xong hết các tính năng của bếp rồi, giá thì cũng đã báo rồi. Nếu mà mình ưng cái chiếc bếp này thì liên hệ cho em nhé. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video ạ. Trước khi rời kênh thì mình ủng hộ em Hương một like, một đăng ký kênh ạ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.